Kỳ Hân sinh năm 1995, cao 1,78m, là người mẫu kim diễn viên. Cô từng tham gia các phim Những Ngọn Nến Trong Đêm Phần 2, Điệp Vụ Chân Dài. Ở tuổi 26, cô đã trở thành bà mẹ hai con. Dù bận rộn chăm sóc con nhỏ, người đẹp ý thức chăm sóc vóc dáng, giữ gìn nhan sắc. Hiện cô duy trì mức cân nặng 54kg. Một bí quyết khác của Kỳ Hân là cố gắng giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để giúp mình luôn trẻ lâu. Nhiều bạn bè, khán giả khen Kỳ Hân vẫn xinh đẹp, gợi cảm như thời độc thân và kỳ vọng cô sớm quay trở lại nghệ thuật. Tuy nhiên, ông xã Kỳ Hân không muốn vợ làm nghệ thuật vì sự nhạy cảm, phức tạp. Tôi nghĩ với phụ nữ, gia đình là quan trọng nhất. Dù tôi trở lại showbiz có may mắn nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền thì cuối cùng cũng vẫn cần một người chồng tốt hiện tôi đã có điều đó rồi, nên tôi bằng lòng gác lại những mong muốn riêng để gìn giữ hạnh phúc, cô nói. Khi con thứ hai cứng cáp, kỳ hân kinh doanh online. Tuy nhiên, kinh tế gia đình vẫn do Mạc Hồng Quân lo chính qua thu nhập thi đấu cho câu lạc bộ than Quảng Ninh. Bà xã Mạc Hồng Quân cũng tập tành làm vlog để chia sẻ thêm cuộc sống gia đình nhỏ ở Cộng Hòa Kết với khán giả. Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân kết hôn năm 2016, có hai con trai, Xuân Phúc, 5 tuổi, Phúc Long, 8 tháng tuổi. Mới đây, do về clip khoảng tới tháng 2 năm 2022, Nam tiền vệ quyết định về Cộng hòa kết để ở bên gia đình. Anh Tuấn